Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Xử lý nguyên thủ quốc gia có phải là nhục quốc thể? Ngày 4 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch nước đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại buổi lễ bàn giao này, ông Phúc phát biểu rằng ông đã nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn. Tuy nhiên, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phúc nói thêm. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Điều đáng chú ý là trong phát biểu của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vụ Việt Á, gia đình tôi, vợ, các con tôi, không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á chưa bao giờ gặp giám đốc việt á điều này đã được ủy ban kiểm tra trung ương kết luận rõ ràng hình ảnh ông phúc thanh minh cho vợ con như vậy ông phúc đã tận dụng cơ hội cuối cùng của mình trên một diễn đàn chính thức của nhà nước để thanh minh cho bản thân và gia đình ông lời phát biểu của ông dường như muốn trả lời lại những đồn đoán đang râm ran trên mạng xã hội liên quan đến vai trò của bà trần thị nguyệt thu vợ ông và nguyễn thị xuân trang con gái ông trong vụ đại án việt á Hiện nay đang có rất nhiều ý kiến đòi minh bạch lý do ông Nguyễn Xuân Phúc bị phế truất khỏi chiếc ghế của Chủ tịch nước. Nhà báo Trương Huy Sang đã có bài viết trên Facebook cá nhân của mình ngày 5 tháng 2. Về đòi hỏi này, ông Sang viết, minh bạch lý do bị phế truất của ông Nguyễn Xuân Phúc là rất cần thiết. Nếu ông xin từ chức vì có nhiều cấp dưới vi phạm vì trách nhiệm của người đứng đầu, thì trong hệ thống chính trị này, Chủ tịch nước chưa phải là người đứng đầu. Nếu những người xung quanh ông sử dụng ảnh hưởng của ông để trục lợi thì không nên tiễn ông bằng hoa và sụt sùi nước mắt. Phát biểu với đài AFA tiếng Việt, ngày 2 tháng 2, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nêu quan điểm. Vụ việc hai ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Vũ Đức Đam mất chức do liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu hay cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có thể dính líu đến đại án Việt Á, đều cần phải được điều tra một cách triệt để và minh bạch. Ông Vũ cũng cho rằng nếu gia đình ông Phúc có liên quan đến vụ Việt Á thì cần phải xử lý hình sự. Vợ và con gái ông Phúc có liên quan hay không có liên quan đến đại án Việt Á thì cần phải có câu trả lời bằng một cuộc điều tra với những bằng chứng được công bố rõ ràng, minh bạch chứ không phải bằng một hay hai câu phát biểu vu vơ của ông cựu chủ tịch nước vừa bị phế truất. Hình ảnh tin đồn vợ ông Phúc dính đến Việt Á đã rộ lên từ giữa năm 2022 nếu vợ con ông phúc thực sự không liên quan đến việt á thì cần phải trả lại sự trong sạch cho họ cũng như trả lại sự công bằng cho ông phúc bởi nếu nói đến trách nhiệm của người đứng đầu trên cương vị thủ tướng thì ông phạm minh chính không thể không liên quan nếu nói đến trách nhiệm của người đứng đầu về mặt đảng thì rõ ràng lại không phải là trách nhiệm của ông phúc nhưng nếu như vợ con ông phúc có liên quan đến việt á như đồn đoán thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội lỗi của họ việc trục lợi trên xương máu đồng bào ngay trong thời điểm người dân khốn khổ vì dịch bệnh thì quả thật là quá vô lương tâm quá tàn ác những người này không thể và không đáng được tha thứ nếu vợ con ông phúc có dính líu đến việt á thì cũng phải làm rõ vai trò của ông phúc trong vụ này ông chỉ bị vợ con người thân lợi dụng hay chính ông tiếp tay làm bình phong cho những người nhà trục lợi nếu ông có liên quan Chính ông cũng cần phải bị xử lý hình sự, chứ không phải đơn giản chỉ là chịu trách nhiệm chính trị được. Nhiều quốc gia trên thế giới đã kết án nguyên thủ của họ với tội tham nhũng. Nên nếu ông Phúc bị xử lý hình sự thì cũng không có gì gọi là nhục quốc thể cả. Nếu ông có tội mà lại không bị xử lý, đó mới thực sự là nhục quốc thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Xử lý nguyên thủ quốc gia có phải là nhục quốc thể? quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Su 22 lại rơi cùng nhiều câu hỏi về khả năng tác chiến của loại khí tài này. vào ngày 31 tháng 1 Báo mạng Tiền Phong .vn đưa tin trong buổi trưa cùng ngày, một chiếc máy bay Su 22 của Không quân Việt Nam, trong lúc đang thực hiện bài tập bay huấn luyện đã rơi ở tỉnh Yên Bái. Vụ tai nạn khiến phi công điều khiển chiếc máy bay này tử nạn ngay sau đó. Máy bay Su 22 là loại máy bay do Liên Xô sản xuất và được trang bị cho Không quân Việt Nam. Đây là loại khí tài chủ lực của Không quân Việt Nam, được biên chế làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận và hải phận của đất nước. Hiện tại cả 3 sư đoàn không quân 370, 371 và 372 đều được biên chế máy bay Su-22. Chiếc máy bay bị rơi có số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, quân chủng phòng không không quân do Đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển. Cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206, trang tiền phong.vn cho biết thêm. Hình ảnh bài viết trên trang báo tiền phong.vn theo thông tin được cung cấp trong bài báo của vnexpress.net hôm 31 tháng 1, Su 22 được đưa vào phục vụ từ những năm 1970 và Việt Nam bắt đầu nhận Su 22M trên UM vào năm 1979. Đây là chiến đấu cơ đầu tiên của Không quân Việt Nam bay ra tuần tiểu Trường Sa và thêm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trung đoàn 921 còn gọi là Đoàn Không quân Sao Đỏ thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1964. Đây là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên thuộc sư đoàn 371, sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Trước đây, trung đoàn 921 đóng ở Hà Nội từ cuối năm 2018 chuyển lên Yên Bái. Hiện trung đoàn đã được trang bị 100% máy bay su, có khả năng mang nhiều loại vũ khí và bán kính tác chiến rộng. Tờ VN Express net cho biết thêm. Trong khi đó, một bài đăng trên trang Facebook AFA với tiêu đề chiếc mũ bay của phi công Su-22 bị vỡ kính, không có dấu hiệu bị cháy vào hôm 4 tháng 2 cho biết. Ít nhất hai người đứng quan sát và quay video hạ cánh của Su-22 từ ngoài hàng rào sân bay. Tuy nhiên, đoạn clip ngắn được chính một số người thân của phi công này chia sẻ trên Facebook cá nhân cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay này. Hình ảnh bài đăng trên trang Facebook của đài IFA. Theo đó, ít nhất hai người đứng quan sát và quay video cảnh hạ cánh của Su-22 từ ngoài hàng rào sân bay. Tuy nhiên, khi máy bay chiến đấu xuất hiện và chuẩn bị hạ cánh, thì đột ngột trao nghiêng, ở buồng lái xuất hiện một ánh lửa, đẩy một vật thể ra xa hướng lên trên, dường như cho thấy ghế bay đã được phóng ra, nhưng không nhìn thấy dù được bung. Chiếc máy bay đâm sầm xuống đường băng, ngay sau đó và phát nổ tạo thành một cột lửa và khói đen khổng lồ, bài viết cho biết thêm bài đăng của afa cũng nhận được nhiều bình luận liên quan đến sự cố này trong số đó có một facebooker có tên là lâm viên đã nhận định hôm bữa đoán y chang phi công cố buông dù nhưng dù không hoạt động xem trong clip quay được khi máy bay rơi phi công đã phóng ghế theo hướng nghiêng của máy bay theo hướng nghiêng này thì ghế vẫn phóng được và dù vẫn buông bình thường chứng tỏ hệ thống dù đã bị hỏng phi công mất mạng oan Vụ việc máy bay quân sự Su-22 bị rơi khi đang thực hiện huấn luyện không phải là mới xảy ra và cũng không phải là duy nhất. Điều này càng khiến dư luận bức xúc và đặt ra câu hỏi về nhiều khía cạnh kỹ thuật, công tác bảo dưỡng, vận hành cũng như mức độ hiệu quả chiến đấu và sự an toàn của loại máy bay do Nga cung cấp này. Hình ảnh bình luận dưới bài viết trên trang Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Trước đó vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, trong quá trình bay huấn luyện một chiếc Su-22 rơi tại Yên Bái. Nhưng may mắn thay phi công đã kịp nhảy dù trước khi lao xuống đất. Vào tháng 7 năm 2018, hai phi công đã tử vong tại Nghệ An trong một tai nạn rơi máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22 do Nga sản xuất. Báo Tiền Phong online cho biết thêm vào ngày 31 tháng 1, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng Phòng không Không quân và cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các đoàn thể địa phương thăm hỏi động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với đại úy trần ngọc duy và gia đình quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin xu 22 lại rơi cùng nhiều câu hỏi về khả năng tác chiến của loại khí tài này quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm